Có bệnh thì vái tứ phương. Ăn sáng đi ông, uống ít lại. Đợt này tôi thấy ông hay đau bụng lắm. Đau dạ dày bình thường thôi mà bà. Ông ơi, ông sao đây? Ông ơi! Vài ngày sau, đã mất công chuyển tuyến từ bệnh viện huyện lên đây. Bác sĩ cũng tìm ra được bệnh rồi, mà sao ông cứ ngang bướng đòi xuất viện thế này? Tôi muốn về nhà. Bây giờ không có bảo hiểm điều trị ung thư tốn kém lắm. Nhà mình vẫn còn một khoản tiết kiệm, hai vợ chồng tích cóp lâu nay cơ mà. Không được. Số tiền đó để dành cho thằng Tùng, để nó làm ăn. Tháng sau nó về tôi sẽ đưa. Tôi đã quyết vậy rồi. Mà bà tuyệt đối không được nói với con là tôi bị ung thư đấy nhá. Nói tôi vẫn bị đau dạ dày bình thường thôi. Hai ông bà ăn trưa muộn thế? Vâng, bà đi đâu về giữa trưa thế này? À, tôi mới đi dỗ đầu ông Dần ở làng bên. Khổ, mất vì ung thư đấy bà. À, tôi cũng có nghe. Nhưng ông Dần cũng ngoài 80 tuổi rồi. Nói ông mất vì ung thư có chính xác không? Nào ai có biết. Nhưng cũng tốn kém tiền đi lại bệnh viện, rồi thuốc men nhiều lắm. Rõ khổ. Gần đây á, người ta kháo nhau, có ông Lang Châu ở xã bên chữa bệnh giỏi lắm, chữa được cả ung thư cơ mà. Nghe nhà ông Dần á, bảo cũng định tìm đến ông Lang này mà không kịp. Có bệnh thì vái tứ phương. Ông không chịu nằm viện thì nay có ông Lang xã bên. Tôi nghĩ hay là... Được, tôi sẽ theo bà qua đó. Nhưng nếu chi phí đắt đỏ quá, tôi cũng sẽ không nghe đâu nhé. Vâng. Đông thế nhở? Bệnh của ông cũng nặng đấy. Trong người có quá nhiều độc tố, cần phải đẩy độc tố ra. Một thìa này pha với một cốc nước lọc, cứ thế mà uống, đảm bảo khỏi bệnh. Mà đang thải độc tố thì cấm có ăn uống linh tinh. Nhịn ăn thịt, ăn cá, ăn đường, ăn sữa, nghe chưa? Chỉ độc ăn cơm gạo lứt với muối mè thôi, nghe chưa? Nhưng ông nhà tôi bị đau dạ dày, nhịn ăn thì đâu có được hả thầy? Thuốc của tôi chữa bách bệnh, không nghe lời tôi á, không khỏi bệnh thì cố mà chịu. Vậy chi phí hết bao nhiêu? 3 triệu. Ôi trời ơi, sao đắt thế hả thầy? Thì tùy mấy người, muốn uống thuốc, muốn khỏi bệnh thì mua, không thì thôi. Đây nói thật nhá, đi viện ấy, có khi tốn gấp mấy lần thế này ấy chứ. Nhưng mà tôi mua. Hay là mình đi viện đi ông, uống thuốc này rồi ăn gạo lứt thế kia đã hơn tháng rồi, mà tôi thấy ông yếu đi nhanh quá. Bố, xin lỗi ông, lâu nay chưa bao giờ tôi làm trái ý ông. Nhưng lần này tôi phải gọi con về, chứ tôi không cam tâm nhìn ông là Dần đi thế này. Tôi nói hết cho con nó biết rồi. Bố ơi, bây giờ con đưa bố đi bệnh viện, bố phải nghe con. Tháng trước, bác Huy đã nhập viện để kiểm tra và phát hiện mắc ung thư dạ dày ở giai đoạn 2A. Lần này bác nhập viện, bệnh đã tiến triển nặng hơn rồi. Giá mà bác điều trị sớm hơn thì kết quả có thể đã khác. Là lỗi của tôi. Tôi không khuyên ông ấy nhập viện sớm hơn, lại còn chiều theo ý ông ấy. Uống thuốc của ông thầy Lang, ăn uống kiêng khem, chỉ ăn gạo lứt muối mè. Cũng là vì có bệnh thì vái tứ phương bác sĩ ạ. Có bệnh thì vái tứ phương là tâm lý chung của nhiều người khi mắc bệnh. Nhưng cần tỉnh táo để tránh tiền mất tật mang hai bác ạ. Chúng ta cần hiểu đơn giản thế này. Người bệnh sức đề kháng yếu, thể trạng yếu thì càng cần bổ sung dưỡng chất một cách khoa học và lành mạnh, chứ không phải nhịn ăn hay ăn kiêng khem như vậy. Gia đình nên thiết lập và duy trì chế độ dinh dưỡng lành mạnh. Tôi sẽ nhắc lại những điểm quan trọng cần thực hiện như thế này.
vệ sinh răng miệng và súc miệng bằng nước muối loãng tối thiểu 4 lần trong một ngày. Uống đủ nước và uống từng ngụm trong vài phút. Nên ăn thức ăn mềm hoặc chế biến nhiều nước, nhai kẹo cao su hoặc ăn thêm hoa quả chua nhằm tăng tiết nước bọt. Nên chia nhỏ bữa ăn trong ngày, khoảng 6 bữa một ngày và nên ăn chậm, nhai kỹ. Tránh thực phẩm cay, nóng, đồ chiên rán, đồ ăn nhanh, các thực phẩm được chế biến sẵn. Nên ăn các thực phẩm tươi, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Chọn các loại thực phẩm có đậm độ năng lượng cao, giàu protein, giàu vitamin như là sữa, phô mai. Ăn đầy đủ thực phẩm đảm bảo các nhóm chất, đạm, bột đường, béo, vitamin, khoáng chất, nước. Chế độ ăn nhiều cá, rau, ít thịt, thêm dầu thực vật. Kết hợp vận động thể dục thể thao và để tâm lý thoải mái, tránh lo âu. Cảm ơn bác sĩ, chúng tôi sẽ áp dụng chế độ này cho bố tôi. Mong sao ông sớm bình phục trở lại. Buồn nôn, bà xúc nước muối loãng cũng thấy đỡ bà. Bà cứ cho tôi ăn cháo, ngày sáu cữ như em bé thế này, chả mấy chốc tôi béo lên. Ông mà nghe tôi nhập viện ngay từ đầu, để được bác sĩ tư vấn và điều trị tốt như thế này, có phải khỏe cho cả ông, cả tôi, cả con không? Tôi biết lỗi rồi, nên bây giờ sửa lỗi đây. Ai mà ngờ thằng Tùng nhà mình nó giỏi thế bà nhỉ? Tại ông cứ nghĩ ngợi, suy luận lung tung, cuối cùng con nó không những không cần đến tiền của mình mà lại còn cho ông tiền viện phí nữa nhá. Con chào bố mẹ, hai đứa vào đây, vừa mới nhắc xong. Bố hứa sẽ điều trị thật tốt, ăn uống tốt theo lời khuyên của bác sĩ, để năm sau đón cháu nội. Được chưa? Dinh dưỡng có tác dụng hỗ trợ để người bệnh có đủ sức khỏe qua được hết các liệu pháp điều trị nặng nề. Xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp lý trước, trong, sau quá trình điều trị với mục tiêu là để tăng cường thể lực cho bệnh nhân, giúp giảm thiểu những bất lợi do tác dụng phụ của phương pháp điều trị, giúp bệnh nhân có chất lượng sống tốt hơn.